Xin chào anh chị và bạn, và sau đây xin được gửi tới mọi người ca khúc Chống dịch như chống giặc. Ca khúc này được viết trên nền của bài hát Tàu Anh qua núi, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa với phần viết lời mới của ca sĩ Vinh Lê. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Chống dịch giờ như ta chống giặc ngoại xâm, kêu gọi người dân tất cả đều đồng tâm, hãy chung tay một lòng quyết chí đẩy dịch Covid lùi xa hiểm nguy. Cùng chung nhau ta nâng cao cảnh giác, lời quê hương vang lên như lời bạc, gắn kết bao niềm tin trong Bắc hay ngoài Nam, đừng hoang cho bền vững chí gì có phi khó mấy ta cũng dầm diệt có phi nhất trí trong một lòng yêu đồng bào ta yêu lắm dân tộc ta kiên cường vượt qua gian khó từ ngàn xưa vẫn chung tay đến ngày chiến thắng đại dịch Covid giờ có nghĩa chi. Thương nhau ai chốn nào yên vào chỗ ấy dịch đang lây hãy đứng yên khi cần giờ đi đâu mắt chắc thêm muốn và thông qua ca khúc này hy vọng sẽ góp một phần nhỏ bé để khuyến khích những nỗ lực của toàn đảng toàn dân trong trận chiến với dịch Covid-19. Chúc anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chống dịch giờ như ta chống giặc ngoại xâm, kêu gọi người dân tất cả đều đồng tâm, hãy chung tay một lòng quyết chí đại dịch Covid lùi xa hiểm nguy. Cùng chung nhau ta nâng cao cảnh giác, lời quê hương vang lên như lời bạc, gắn kết bao niềm tin trong Bắc hay ngoài Nam, đừng hoang mang cho bền vững chí dịch Covid khó mấy ta cũng dầm diệt Covid nhất trí trong một lòng yêu đồng bào ta yêu lắm dân tộc ta kiên cường vượt qua gian khó từ ngàn xưa vẫn chung tay đến ngày chiến thắng đại dịch Covid giờ có nghĩa chi. Tránh nhau cho khó khăn hàng hóa ai sốt ai bị ho đi cách ly đừng lo dùng lấy khó cuộc sống xanh trong từng giọt nước đừng âu lo đã có lấy có rồi ngọt chết.